Bình muốn thông báo với các bạn một tin vui, Đa Phúc Bùn đã giải quyết xong vấn đề bản quyền với YouTube. Anh đã được gỡ bỏ ba gậy. Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn còn rất phức tạp. Trong dòng tin nhắn Discord anh có nói, YouTube nhận thấy cả ba cảnh cáo bản quyền đều vô căn cứ nên đã xóa chúng. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Tuy nhiên, chuyện này còn lâu mới kết thúc. Băng đảng Telegram tuyên bố sẽ tiếp tục làm mọi cách để phá hủy kênh Đa Phúc Bùn. Dành cho những ai đang thắc mắc, tên nhóm Telegram của họ là A Cộng Hù Cà, ship Gạch Youtube, kênh Hết Chư Mốt và Yomon Small vẫn không bị phạt. 2 giờ 31 phút ngày 5 tháng 11, anh lại tiếp tục đăng tải một dòng tin nhắn mới. Bây giờ, chúng ta đã biết được ai là hung thủ thật sự sau gãy bản quyền thứ hai nhắm vào tập 44, 45, 46, 47. Tên thật của anh ta là Nikita dimidovic Hắn là tác giả của kênh youtube đà chấm thàn chấm hỏi. Tài năng lớn nhất của tên này là trở thành một kẻ khốn nạn. Vì vậy, hắn thậm chí còn không tự mình làm các video mà chỉ thuê những người lao động rẻ tiền làm thầy. Kênh Telegram bao gồm những kẻ thù ghét và tấn công vào video của tôi thuộc quyền sở hữu của Nikita. Vì vậy, anh ta chính là kẻ chủ mưu cho tất cả hoạt động bẩn thỉu này. Tóm lại, kênh của DaFootball đã trở lại bình thường và anh hoàn toàn có thể tiếp tục thực hiện series Skibidi Toilet để phục vụ các bạn. Tập phim tiếp theo sẽ không bị delay, nên các bạn yên tâm nhé. Tuy nhiên, những cuộc tấn công vẫn tiếp tục. Chúng ta vẫn chưa thật sự yên tâm hoàn toàn. Vì vậy, để được cập nhật thông tin mới nhất về Skibidi Toilet cũng như drama này, các bạn nhớ like và đăng ký kênh bồm nhé. Bye bye.